Và hiện tại đây là mặt trang web trên nền của bệnh nhân sau khi dạ em coi được tiếp tôi yêu thương ở tuồng bia có 300 ngàn nữa đây ấy bên trái bộ Khánh Nguyễn có tài trợ 300 ngàn nữa nên vừa có môi mà vừa có tiếng bia uống luôn đủ thông luôn yên tâm anh em quay rõ không anh em quay rõ không rõ cho chấm nha mong tám đô là chủ tiên vừa rồi đã có một nhịp lơ mạnh nhịp ra ngoài một số người xuống xuống lâu và cũng đã chậm nhịp mua sắm bắt mất tám đô tiếp tục lơ nhịp lần thứ hai ngược sáng à nhấn quá thì ngược sáng không trong người một năm chín xuống lâu cắn chân chú tiên này đã cắn chân tới hai lần tiếp tục sửa lâu một năm chín sửa lâu được má rõ má anh em quay rõ má 36 là chú tiên đã vào đầu 158 là chú tiên đã nhảy anh em đang quay rõ má mình quay rõ má 184 tiếp tục lên nhịp 138 xuống lâu một năm tám tiếp tục bỏ mặt đấu lơ nhịp ra ngoài một tám tư lại tiếp tục nhảy ra ngoài đã trải qua 2 phút xin mời giám khảo chúc mừng và xin được chúc mừng hai chú chim đầu tiên đạt giải vô địch một đã cắn chân và xỉa lông 184 là chú chim đã nhảy ra ngoài lâu nhìn quá nhiều thái độ thi đấu đã chậm hơn xin mời giám khảo dù chú chim nhớ ơi 141 là triệu hộ nhớ ơi nghĩa ơi đi đi ăn hả Alo. Tên anh lấy là ngõ mà chạy đâu. Ba sợ ngõ chạy đâu. Thì hồ đó đừng biết rồi. Chờ anh em nha. Chạy đi, chạy cho vui. Có con nào chạy đi. Lượt thứ hai của vòng tròn thứ nhất bắt đầu. Thì hồ đó đừng biết. Chào em nha, chào Phương nha. Đây mình đang cầu cho team của chị mình em trẻ để nhận thưởng ký ốc hương với thêm ba chị làm không bia rồi này. Một 36 là chú team vừa rồi cả mặt vào cầu. Anh tổ chức mà. Anh chủ trương anh đâu có thi. Đẹp đi chứ. 136 vừa rồi tiếp tục lơ nhịp. 136 em không biết con muốn đấy. 158 là chú Kim đang lơ nhịp và đang nhảy ra ngoài. Ok dùng lên nha. 136 tiếp tục tạo vào đầu. Rất khắc khe, 158 tiếp tục chạy ra ngoài lần thứ hai. Bất cả chính chim nào chỉ cần chậm hơn. Chậm hơn một điểm thôi, tôi đã là kẻ môi của tôi chưa xung quanh rồi. Và đã trải qua 2 phút, xin mời giám khảo chết rồi. Và xin được chúc mừng hai chú chim tiếp theo đạt giải khuyến khích. 136 là chú chim cà mặt vào tàu 2 lần xuống đúng lâu và cũng đã chậm nhiều hơn với chú chim xung quanh. Và chú chim tiếp theo đã phải dừng cuộc chơi. Chú chim này trong thời gian thi đấu cũng đã lơ là lơ nhịp và chậm hơn với chú chim xung quanh. 158 dừng cuộc chơi. Xin mời giám khảo giúp chú chim một đấu trí vào thi đấu.
Vậy là qua hai lượt của vòng tròn khuyến khích, chưa có chú chim nào cất tiếng nhé. Cố gắng lên, sợ con trẻ cô. Khó nhưng mà kệ, hy vọng, hy vọng. Hy vọng trẻ. Không, em hai tuần giữ vẫn giữ luôn á, giữ nguyên tuần trước rơi qua tuần đi má. Chú chim này là chú chim đã có nhiều nước. Một bốn chín xuống dưới đâu. Đây có. Bùng một chắc thắng hai con chắc. Dạ. Chắc. Và hiện tại theo như quan sát của giám khảo thì bốn chú chim 190, 146, 200, 141 là bốn chú chim này đang đấu với nhau và đã bỏ rơi lại hai chú chim 171 và 149. Hiện tại 171 và chú chim cũng đã có những nhịp lơ và cũng đã có những nhịp lướt và 149 và chú chim cũng đã có nhịp chậm hơn so với bốn chú chim còn lại. Nhật Vương ơi, thích con nào để anh hỏi cho nha. Đúng rồi. Rồi chúng kết hy vọng có trẻ nhá. Trẻ là anh em ăn đủ luôn đó, vừa ăn ngập hương vừa có bia nhau luôn đó. Trẻ là anh em thích con nào khẩn nguyện hỏi làm việc cho nhá. 141 triệu hồ hay quá. Triệu hồ hả? À triệu hồ. Đúng rồi, anh Lời ơi. Em đang đứng với anh chi hả? À? Anh chi gì? À dạ. Cũng sẽ dành cho chú chim nào cất tiếng trẻ đầu tiên. Cũng sẽ là một giải cùng trẻ mà. Hiện tại đang trong thời gian ổn định. Anh một. Một, đúng rồi anh một. Hết thời gian ổn định trên. 3 phút cho vòng chung kết. Bắt đầu. À rồi, con kia rồi, coi. Nhanh quá. Một vòng một đang nhất, đang dừng điểm. Đang giờ là bỏ rồi. À, cần hy vọng có một cục chẹt về giải đấu trao cho tròn vẹn luôn. Xoay đấy, xoay đi được. Hay quá. Hy vọng có một tiếng chẹt để trao chương trình trao cho hết giải luôn. Ok, ăn đủ luôn. Ai ăn đủ luôn. Này dài cho hết luôn. Đã trải qua một lượng thời gian. Một
Chẹt cha đi. Chẹt đi. Chẹt cả cho vui. Chẹt. Chẹt cái quay nữa. Thời gian còn 1 phút. Nhất là năm sinh nhật. Hồi sinh nhật đó. Được rồi. Ba đường. Độc chưa? Đừng la, đừng la, đừng la, đừng la, đừng la, đừng la. Tiền của đi về khỏi ngay. Ai chụp ảnh đâu đi bác sĩ? Hồ cầu cho được. Chứ bác sĩ này là tối qua đi tung đi tung khạc luôn. Anh Sơn mở tiếp, anh Sơn nhất khai tung liên tục. Anh Sơn nhất khai tung liên tục. Con khác, con khác. Đây anh Sơn nhất khai liên tục. Mình nói á, mình ngắt chứ. Chứ ông ơi, trẻ đúng như nhau luôn, trẻ đúng như nhau luôn. Nhất khai tung liên tục. Coi tập cầu thi tím nó mà đặt mày đẹp. Đặc quá, vui quá. Đúng rồi anh Sơn, anh Sơn nhức khai tương liên tục em ạ, à. Số trời đỉnh rồi. Chào Vinh nha. Ok. Đây sáng đi trời mưa mà vẫn có mày che vẫn sáng Vinh này. Đây đây đang nhức xuống nhi này. Anh em chơi vui không? Đang nhức xuống nhi này. Rồi chào anh em nha.